xa muôn trùng. Đời mù đuôi ngàn tay kiếp đưa tới, mong có ai thương giùm đời này. Cầu Minh Quang giúp tôi tương phùng quan nhi, núi Quan Thiên lễ tràng đêm. Dạ tới rồi, dạ mời ông. Bấm gia gia đã tới, đẩy đồ cho ta. Dạ tới rồi ông ơi. Tới rồi à? Dạ ông chờ con chút xíu, con vô con thưa với mẹ con rồi con ra con bẩm lại với ông. Nhà mình mẹ ơi, con dẫn ông Quang về tới rồi đó mẹ. Hải Thọ. Dạ con về rồi đó hả con? Dạ con à, con hãy ra bảo với ông Quan ấy rằng, dạ, nếu phải là bao công thì phải chung vô lò gạch, chứ mẹ tôi không rảnh mà ra. Mẹ nói chơi hay mẹ nói thiệt mẹ? Mẹ nói thiệt. Cho chung vô. Đi đi Thọ. Đi đi. Dạ đi. Con nhìn biệt mẹ, nhìn biệt lò gạch trong yêu, tự nhiên đi cái dùng gì. Thọ, con là ông. Ông ơi, chuyện gì vậy Hải Thọ? Mẹ con nói nếu ông đúng là bao công, ông chui vô lò gạch đi, chứ mẹ con không có rảnh đâu mà ra. Ngã thính nhị lôi tâm khỏi á, dân kỳ thinh quả phát liên à mi á. Ngã bổn quan vô sống hữu á, môn hà đắc nhập mà. Ông tương tình mẹ con giùm đi, mẹ con bị quan ông ơi, mẹ con tội lắm ông ơi, ra giúp giùm. Thôi được rồi. Yeah. Hãy Thọ. Dạ Thọ con có dẫn đường cho ông. Dạ. Nhà con hơi khó vô, ông chịu khó đi với con nha. Đây mũ xin chào vũ tư văn chuẩn.
giả hành y cẩm. Nhãn âm quan cho tệ thể khôi ngô, chắc dĩ phu nhân nào trọng thế mảnh đơn côi, nội vẻ trọng thái mới biết bổn quan mà chào mà hỏi. Ngộ chưa chắc ngại là bao công. Nếu chưa chắc thì bà mời ta vào đây làm gì? Nếu phải là bao công thì phía sau ốc phải có ba đông xương y nguyệt tam sao. Tại sao? Tại sao bà biết bao công ta có ba đốc xương yên nguyệt tam sa? Chỉ có thần đông nhạc mách bảo nên ta đây mới biết. Thần đông nhạc, thần đông nhạc, thần đông nhạc à! Bổn quan đã quỳ rồi, người mau mau khâm nghiệm. Hải thọ! Dạ thọ đây! Ông quan ông quỳ ở đâu vậy con? Dạ ông đang quỳ trước mặt mẹ, mẹ ơi! Vậy à? Dạ! Dẫn mẹ đi con! Dạ đi! Tới giờ đó mẹ! Mời dưới tại Dương cung.
Từ đó ta phiêu bạt khắp nơi, mai nhờ Quách Hải Thổ con nuôi mà hiếu ân như trời bể, ta mới được sống còn chờ bao chuẩn để bài phân. Lòng nương nương thân nghe bóng dân niềm thương, phần đồng cung dấu tích chỉ nơi mình vàng. Cao mặt chữ là dòng đương kim tống dương lâu đời sau. Tấu lĩnh bà vũ án bích dân công, thần sẽ điều tra sáng tỏ nếu sự thật không phơi bày ánh sáng. Bao chứng sinh thề sẽ tư quan trao ân. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bao Công Vô Lò Gạch với phần trợ diễn của các nghệ sĩ Chí Thiện, Bạch Lợi, Trường Lộc và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Cảm ơn các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho bé Trọng Nhân với tiết mục này. Mời ý kiến từ cô Việt Hương. Tất cả những cái kỹ thuật biểu diễn đối với một cái đứa bé mười mấy tuổi như con thì về hình thể tốt, những cái lắc râu, lắc đầu, những cái đi chân chỉ thiếu một chút xíu, đó là nội lực của một người diễn viên đóng cái vai đa nhân cách trong người lúc đó. Thì cái thần thái và cái cốt cách của ổng chưa cho tin được một cái ông quan thượng triều cao nhất, đó là kinh nghiệm cuộc sống. Từ từ, riêng cái nghề này nó giống như là mài cái viên kim cương vậy con. Càng mài dũa thì nó ra tám ngạnh, rồi nó ra trái tim, rồi nó ra hình mũi tên, gửi ngàn nụ hôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Đây, bây giờ mình mời cái người mà gạo cội của cái lương luôn nè, cô Thanh Hằng. Con đã đảm nhiệm cái vai này nó quá nặng, nhưng con đã làm được và tròn. Cái ông này ông thần thái, liêm minh, chính trực. Những cái mà thần sắc cái gì, hãy để đó cho ta, bước ra nhạc lên một cái rồi. Con mắt con phải thần, tự giới thiệu. Tôi là một người cầm cán cân công lý cho tất cả thường dân. Rồi khi mà con bước vào cái lò gạch như vậy, đi vô là phải coi ý tứ đàng hoàng. Phủi ra, đi vô từ tốn, từ từ cúi đầu qua, bị cái lò gạch nó nằm, nó mà phải có một tí gọi là khoan thai trong cái ánh mắt vọng, hiểu không? Ổng giặc nhắc nhở cho con thôi, cái đó là chi tiết. Chúc mừng con làm được, thành công lắm rồi. Giờ mời cô Trang nè, coi như là mình một khán giả mình thưởng thức một tiết mục cải lương tuồng cổ với phần trình diễn của bé Trọng Nhân, thì cô Trang thấy sao? Con là một thí sinh độc nhất vô nhị tại thử tài siêu nhí, bản thân cô sẽ cho con 10 điểm ngày hôm nay. Cảm ơn cô Đoan Trang. Còn chú Quang Lê, sau khi nghe hai cái bà hai bên nói quá trời nói, giờ chú Lê thấy sao? Diễn xong thấy tức lắm, tại vì đang giải quan cho cái bà này mà chưa giải mà hết rồi. Bây giờ chú cho con điểm rất là cao, nhớ vòng sau giải quan cho bà nha. Dạ. 10 điểm. Giải quan cho bà cũng không phải là chuyện đơn giản đâu anh. Là tại vì khi mà về tới triều đình là phải trải qua rất nhiều cái mâu thuẫn. Trải nữa hả? Trải nghe nè, thời đại internet, Google, YouTube một cái là sợ nó ra một chục tuồng như vậy. Tưởng bà nói gì bất kể cứu. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn quý vị, chúc Đức vua Rim đã băng hà, toàn dân xứ sở Aotia để tang 3 ngày để tỏ lòng biết ơn với vị vua anh minh của xứ sở. Loa 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 loa. Aotia, ta đã trở về đây với kinh thành xa xưa cổ kinh. Lòng dân ngâm ngùi
khi dâng bóng cô. Quân Dương ơi, có phải nơi này thiếp và ta gặp gỡ yêu nhau? Có phải nơi này chàng xua đuổi thiếp thương đau? Lập ly tan tình dòng giờ. Bây giờ chỉ có cái chết mới thật lòng tha thứ. Cái chết mới là nơi chấm dứt mọi niềm đau. Mẹ! Mẹ làm sao vậy mẹ? Trời ơi! Trời ơi! Con hãy thử tha cho mẹ. Con hãy thử tha cho mẹ nghe ra là. Ra là ơi, bây giờ thì mẹ có thể nói thật chứ con? Con chính là con trai của đức vua Berin, người đã cai trị xứ sở Aodia này, người mà con đã gặp cách đây mấy ngày. Con đã ca cho người nghe bài Cả Bông Quế Trăng. Mẹ, mẹ nói thiệt hả mẹ? Mẹ nói thật. Mẹ, mẹ ơi, sao ngày đó mẹ không cho con theo cha khi cha đã cạn lời nắng này? Để đến bây giờ thương tình phụ tử mẹ mới cho con gọi hai tiếng cha ơi, thì cha đã chưa kịp nhớ tiếng cha cười, chỉ thoáng thoáng lần đầu gặp gỡ ngày mẹ phụ phàng xua đuổi cha đi. Bóng cha chìm dần trong rừng khuya, bước từng bước nhạt nhòa theo anh đuốc, con đứng trông theo mà buồn rơi nước. Gọi cha ơi mà thốt chẳng nên lời. Tội nghiệp cho con tôi, chưa cạn nước mắt khóc cha thêm một lần không mẹ. Không biết rồi đây cuộc đời con trẻ sẽ về đâu. À, mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Sao tay mẹ lạnh, mắt bất dần thần sắc, môi tím bầm, mặt nhợt nhạt xanh xao? Mẹ, mẹ đừng làm con sợ nha mẹ. Mẹ đừng để con ở lại phút cuối phần trẻ. Cha đã bỏ đi con, còn có mẹ. Mẹ đừng để con sống kiếp lạc loài. Ra là ơi, mẹ vẫn còn gượng sống như con đây. Mẹ có lỗi, con hãy thương tha cho mẹ. Mẹ hãy dìu con vào trong hành lễ, để lần cuối cùng con thấy mặt phụ vương. Mình đi đi mẹ. Seda, Sim, chàng đã lừa dối thiếp. Seda, phụ vương của con. Ra là con, chàng đã lừa dối thiếp. Phải, ta nghĩ rằng chỉ khi ta bày ra cái chết, nàng mới quên lời thề trở lại kinh thành Aodia để vợ chồng mình gặp gỡ. Và sự thật là Seda đã về đây. Phải,
thiếp đã về đây với một lời nguyện. Hai ta gặp nhau phải có một người nhìn biết. Đi ra. Muộn rồi chàng ơi, hãy dành nước mắt khóc người đi vĩnh viễn không ngờ về. Trời, lá đâu? Mẹ Đà. Thôi nhé, từ nay đừng hoài giống bóng má con đò. Bài ca năm xưa. Bài ca năm xưa. Nàng hát cho ta nghe bài ca bông quế trắng. Sa Lam. Dạ. Con hay thay mẹ hát cho phụ vương con nghe lần cuối đi con. Dạ. Mẹ, con hát cho phụ vương nghe đây. Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Hát đi con. Dạ. Làng hương thơm ngát rừng tăng cho ta bông quế trắng trong giữa gian tình. Sao xuyến bao nỗi niềm riêng kìa bông hoa hay là trái tim nỗi nên lời. Màu hoa vẫn tươi, năm tháng đâu thế nào phải buồn vui. Có nhớ mẹ. Đây là mẹ đừng bỏ con mẹ ơi. Đây là cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn Minh Trường đã hỗ trợ cho Huỳnh Triệu Phú trong tiết mục này. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Thật sự là xin cảm ơn Mỹ Hằng và Minh Trường rất là nhiều đã đẩy cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Nó vừa đủ, nó vừa tròn, nó không dư, nó không thiếu cái gì cả. Để cho đến bây giờ vẫn còn, con vẫn còn là cái nhân vật đó chứ con không phải là Triệu Phú nữa đúng không con? Dạ, quý vị ơi, cải lương đâu có mai một. Cải lương của chúng tôi là như vậy đó. Khi ánh đèn mà sáng sân khấu lên rồi thì chúng tôi nỗ lực hết, cháy hết bằng trái tim, bằng lửa để cống hiến cho đời, cho xã hội một cái gì đẹp nhất, một cái bộ môn nghệ thuật thiêng liêng nhất của đất nước Việt Nam này. Một lần nữa xin cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Xin quý cảm ơn tiết mục này. Cảm ơn Hữu Quốc rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Những cái gì khen thì cô Hằng đã nói rồi. Chú chỉ khen một cái điều như thế này nè. Cái đoạn mà nàng Xê Đa gặp lại vị vua Rim đó, thì thật sự ra thì chú chỉ sợ con bị chết bộ ở trên sân khấu. Nhưng mà cái ông Năm này nè, nói là cái ông Năm mà giữ nè. Tức là khi bên này vừa đẩy cảm xúc đủ một cái là chú thấy con quỳ xuống ngay chỗ cái đám lá này là chú nói rồi, ông này ông dữ dằn rồi. Chứ nếu con làm sớm hơn một chút hoặc trễ hơn một chút, nó con sẽ mất cảm xúc liền. Và cái lúc đó đó, tính tức là vừa vặn cái thời gian để cho con cầm cái lá đó, con lên con coi, để con chạy tới con kêu lá độc đó. Đó là một cái sự tính toán khôn khéo của ông Năm. Và cô Mỹ Hằng có thấy hát hay không? Quá hay đúng không? Diễn hay không? Quá hay. Và con vẫn không bị lu mờ ở trong cái lúc hát cũng như cái lúc diễn của cô Hằng. Bữa nay con diễn xuất tuyệt vời, hát tuyệt vời. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn chú.
Con biết vì sao không? Bởi vì ngay cả khi mà bé hát cái bài Bông Huệ Trắng á, thì mình thấy rõ ràng rằng bé đã bị cảm xúc nó đẩy lên, nó nghẹn ngào, hát có thể không trong, không rõ như bình thường bé hát. Nhưng mà đó là cái cảm xúc, cái tâm lý của nhân vật, và chúng ta hoàn toàn thông cảm được cái điều đó, và chúng ta chấp nhận cái điều đó. Bởi vì nhân vật khi đó là không thể nào mà tỉnh táo để có thể hát cho hay, cho tròn trịa được. Phải. Và đó là một cái điều rất là hợp lý với cái phần trình diễn này. Mà cái cảm xúc của con khi mà con hát, khi con vô câu vọng cổ rất là tròn vành rõ chữ, mà khi cái bài nhạc Bông Huệ Trắng mà con ca, con bị nghẹn, bị ngất. Cần có những cái thứ đó. Có những lúc mà không nói lên lời được. Có những lúc đó phải diễn như vậy đó. Dạ. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 2 sẽ kết thúc. Vậy là mỗi tuần con sẽ không được xuất hiện trên TV để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả gần xa nữa. Không biết mọi người có quên con không, nhưng mãi mãi con sẽ không bao giờ quên ngôi trường thân yêu này, nơi đã cho con rất nhiều kỷ niệm. Và nơi đây con đã học tập được rất nhiều điều, được trải nghiệm qua rất nhiều vai diễn, được một cô giáo tận tình yêu thương và hết lòng dạy dỗ cho con. Và quan trọng hơn hết là sự hy sinh cực khổ của ba mẹ. Ba con là thợ hồ xây dựng và mẹ con là cô giáo chăm sóc trẻ. Mỗi sáng sớm, ba và mẹ phải rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về khi trời đã sụp tối. Cực khổ chắc chiêu nuôi dạy anh em con khôn lớn. Nói sao cho hết công ơn của ba mẹ. Con xin hứa, dù rằng kết quả thế nào, đêm nay con nhất định sẽ cháy hết mình. Những vai diễn mà con nghĩ con không bao giờ thể hiện được. Một Lý Đạo Thành khí khái trong câu thơ Yên Ngựa. Một anh hùng phùng hưng đã hổ mà con chỉ biết qua những trang lịch sử. Và ngài Bảo Công thanh liêm chính trực khi bước chân vào lò gạch. Và lão anh hùng Nguyễn Địa Lô là vai diễn mà con yêu thích nhất. Và những tiết mục suốt mười mấy vòng thi qua đều trang chứa từng giọt mồ hôi và nước mắt của cô giáo kính yêu. Ba mẹ ơi, cô bình tĩnh ơi, con sẽ là một trọng nhân xứng đáng với tất cả hy vọng mọi người đã gửi gắm cho con. Kỷ niệm mãi không quên, mặt trời đêm thế kỷ. Lời
Bản Hiền mới chết lại nhận được chiêu vua truyền bãi chức bãi binh vì Tây Sơn đại nghiệp. Đại nghiệp giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc, nếu nghe lĩnh truyền của đấng bề trên, nếu nghe lĩnh truyền của đấng bề trên. Ở Bắc Bình Dương xin ngài tụ tập tướng sĩ ba quân dòng trong Tây Sơn nghe hồng điện sông núi. Phải, đại nghiệp Tây Sơn có cuộc trông mong vào hoàng thượng, người chỉ vì ngôi vị mà tính chuyện yên thân. Trọn lời nguyện vì nước vì dân, thà lỗi đạo bất ân, thề dinh giữ non sông Đại Việt tương.
Thưa quý vị, đó là phần dự thi của bé Trọng Nhân. Xin mời ý kiến từ các cô chú ạ. Trời ơi em ơi, em tâm huyết quá à. Chị diễn chắc cũng gần 30 năm rồi, chị còn chưa được có con voi lên sân khấu nữa. Mà có biết không, Bình Tinh hát hay quá, diễn tốt quá. Cảm ơn các bạn, tới đêm nay là đêm cuối, các bạn chơi sát nút luôn, có bao nhiêu sổ hết. Cho nên một giống như Việt Hương nói, đây là một buổi tiệc cho coi, mà giống như là coi chương trình biểu diễn, chứ không còn là thi thố nữa. Cô cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ tụi con, những tài năng nhí thật sự. Và Bình Tinh ơi, chị biết em từ ngày em còn nhỏ, xem em qua TV. Cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí cho tôi gặp cô gái này. Một người nghệ sĩ rất là tâm huyết và em rất là tài năng. Và tôi còn được biết qua những cái ngày tháng tập luyện chung với Bình Tinh, với một cái tiết mục mà Trang được làm khách mời sẽ phát sóng ở trong cái gala của Thử Tài Siêu Nhí mùa 2 này, thì mới thấy là Bình Tinh quá tài năng. Và ngày hôm nay cô thấy con quá chín mùi, Nhân ơi, con chín mùi từ cái bộ tịch của con. Và cô thật sự chúc mừng hai cô cháu quá thành công. Coi như là mỗi tiết mục mà Bình Tinh dựng đó làm con Lê ngưỡng mộ lắm. Thật sự là Quang Lê phải học hỏi từ những cái vở tuồng mà cho Quang Lê những cái kiến thức, cũng như là dạy cho Quang Lê lịch sử. Dạ, có cái thắc mắc nữa Bình Tinh ơi, sao tự nhiên bữa nay mình diễn mình lại dùng bao tay, trong khi cái vai diễn này đâu cần thiết phải đeo bao tay đâu Bình Tinh. Sơn móng tay. Dạ không phải chị, hôm trước em bị chặt. Sao chặt vậy? Dạ em hát bị chấn thương ở trong, khi mà em đặt cái tay xuống, dạ nó thốn, nó đau quá em chịu không nổi, em lót cái này nó đỡ đau. Rồi giờ sao rồi, nãy em lăn được? Dạ em ra hát em không thấy đau. Giờ mới đau phải không? Dạ. Dạ, nghệ sĩ lại vậy đó quý vị. Bị cái gì bên trong đau đớn, không cần biết, bước ra sân khấu cái làm như là quên hết tất cả mọi cái, rồi vô trong mới đau lại từ đầu. Cảm ơn Bình Tinh, cảm ơn tâm huyết của em đã dành cho học trò của mình. Con đã thể hiện được cái nhân vật đêm nay. Từng cái ánh mắt con liếc mà khi mà cái tiếng nhạc gõ để con xuyến cùng với thầy con, tuyệt vời lắm Nhân ơi. Từng cái bộ tịch của con, vũ đạo của con, những cái gì hôm nay con phải chín chắn rõ ràng là con là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cải lương rồi đó Nhân à. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ thì Trọng Nhân, con muốn nghe điểm số từ thầy cô nào? Dạ, cô Việt Hương. Xin mời cô Việt Hương. 10 điểm. 10 điểm. Ai nữa con? Cô Đoàn Trang. Cô Đoàn Trang. 10 điểm. 10 điểm. Hai điểm số tuyệt đối từ hai vị giám khảo rồi. Còn hai người còn lại là cô Thanh Thằng với thầy Quang Lê thì mình biết cuối chương trình con nha. Một lần nữa cảm ơn Bình Tinh và Trọng Nhân. Dạ xin cảm ơn. Ở đây, vé số đi. Cô chú ơi, mua giùm con tại số đi cô chú. Đi cô chú. Dạ con cảm ơn cô. Cô chú ơi, mua giùm con tại cô chú. Chú mua giùm con tại chú. Cô mua giùm con tại cô. Vé số ơi, vé số đây, vé số chiều sổ đây. Cô ơi, mua giùm con đi cô. Chúa cây này. Cô bác ơi, mua giùm con tại vé số đây. Lừa bêu như gái. Vé số, vé số chiều sổ đây. Lan thân vượt với chú ơi, đầu. Mua giùm con tại vé số đi chú. Không mua mày. Chú đẹp trai quá à.
Mới nói cái gì? Chú đẹp trai quá à. Bên số hả con? Dạ. Đây. Trời đất ơi, trời ơi con nè. Bà bán vé số nào mới đưa cho nhỏ vé số mà số này sao bán được con? 020202 sao trúng? À, đây 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 đây, số này được nè. 010101. Số này đẹp. Chú mua. Dạ con cảm ơn chú. Nhiêu tiền? Dạ 10. 15 ngàn được không? Dạ chú đưa con 10 thôi. Coi cho mua 15 ngàn luôn. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. My gen chú cây này lèo bèo như gà. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. À, còn được 3 tờ rồi. Gán bán cho hết, tặng phụ tiền về cho ba. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Chú ơi mua một con tệ số đi chú. Gán. Dạ ba. Ra đây ba biểu. Ra đây. Dạ con. Con đi đâu đây? Dạ con đi qua nhà bạn chơi ba. Đi qua nhà bạn chơi? Dạ. Không phải là con nói với ba hôm nay là con đi học sao? Dạ con. Con. Dạ con. Con cái gì? Dạ. Vậy là con trốn học thiệt hả Vàng? Dạ con không có đâu ba. Trời. Vàng ơi, con làm ba thất vọng quá Vàng ơi. Con có biết ba không ngại nắng mưa gian khổ để lo cho các con ăn học. Còn mẹ con, mẹ con thì làm lụng cực khổ đến nỗi phải ngã bệnh trong bệnh viện kìa. Dạ con biết ba. Đi. Đi luôn thì đi luôn. Bà không muốn thấy mặt con nữa, đi đi. Ba ơi đừng đuổi mày con. Đi đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đồ bất hiếu. Giang. Thiệt ra con trốn học là con đi bán vé số hả Vàng? Ba ơi, con thương ba lắm. Con không phải là đứa con hư đâu ba. Con biết mấy ngày này ba không có việc làm, phải chạy ra ngoài đường kiếm thêm tiền mua gạo về nấu cơm. Đã vậy mẹ con bệnh nằm liệt giường. Tối tối con thấy ba ăn bánh mì khô mà ba khóc. Con biết ba ngày ba nhịn đói nhường cơm cho con nuôi dạ. Ba thương con thì con phải biết thương ba. Ba nhịn đói làm sao con chịu nổi hả ba? Nên chưa con không đi học, con lén ba đi bán vé số. Trời ơi tiếng nỉ của con cờ làm đau xé lòng ba. Con ơi đừng khóc nữa mà làm cho ba. Làm tròn bổn phận người cha, khiến cho các con phải vướng lấy ưu phiền. Ba không muốn đời các con phải khổ, phải gánh cuộc mưu sinh trong gió mưa, trong gian khổ phong trần. Bằng tình thương chẳng chứa ba dành cho chúng con, ba muốn riêng mình chịu cảnh gian truân, chấp nhận hy sinh tất cả cho con khờ. Tình thân phụ tử
nhằn. Dạ, con hãy ba đánh con, con đau lắm không con? Dạ không. Dạ ba. Mình ơi, mình có nghe con Dạng nó nói gì không à mình? Ba, con năn nỉ mà con quý lọc á, ba chuồn đi ba như số của ba nha ba. Con nỉ ba cũng làm được mà. Vậy ba và con đi ba như số của ba, ba con cảm ơn ba, cảm ơn ba. Ôi con gái, con gái. Chú chuyện gì vậy? Không có. Trời con ơi con, chú năn nỉ con đó con. Con bán cho chú cái tờ giấy số 020202 hồi nãy mà chú trả lại cho con đó. Sổ rồi chú ơi. Trời đất ơi, chính vì sổ rồi chú mới mua đó. Sao chú? Trời ơi, cái tờ giấy số đó là tờ trúng độc đắc đó con. Chú giỡn mà chú. Chú nói thiệt mà. Bán cho chú đi, bao nhiêu chú cũng mua hết đó con. Ba, 02, 02. Ở đây con có tờ này ba. Có tờ ba. Này giấy dọn nè ba, coi giùm con ba. Ơ cái này là giấy dọn cũ rồi. Cái này mới nè. Giấy dọn mới hả? Mới. Mở nghe. 02 02 02. À ba. Trời ơi, trời ơi. Túc Đồng Bắc là con ơi. Trời ơi, Túc Đồng Bắc là con ơi. Trời ơi. Về liền. Về. Xin lỗi. Ba chị nói gì mẹ? Ba, anh ơi, có nghe nè anh ơi. Không mấy. Không chẳng. Anh ơi, chi anh tờ được không anh? Ba, chú nghe, cảm ơn nha. Không mấy, trả lại tờ, đi dò. Sao vậy? Trời ơi, cho đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện tình phụ tử, tác giả Tô Thiên Kiều, Huỳnh Ngọc Trinh, với phần trình diễn của bé Kim Vàng và phần trợ diễn của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Trọng Nhân. Rồi, ơi con gái ơi, hôm nay lại làm mọi người xúc động nữa rồi với một câu chuyện về tình cha. Không biết ý kiến của các cô như thế nào, xin mời cô Thanh Hằng trước ạ. Cái tiết mục nó đã có sẵn cái sự cảm xúc rồi. Con có những cái nhịp nhàng mà cái về giọng cổ á, về cải lương nó rất là khó. Nhưng mà các con á, tuy rằng còn nhỏ mà các con đã chững chạc cái trường canh. Có những cái mà con có nhích chút xíu, nhưng mà con biết được cái nhịp nó sẽ tới đó, nó sẽ xuống cái câu đó, thì con lại kéo gịch lại chút xíu nữa để cho nó đúng cái nhịp. Tuy rằng con khóc nhưng mà con cũng ráng cố gắng con vô được cho câu giọng cổ. Có nhiều người vừa khóc mà ca không được, mà con khóc thì con ráng nén lại rồi con vô câu giọng cổ rất là tròn. Cái tiết mục rất là dễ thương. Cái phần kỹ thuật thì cô Thanh Hằng đã nói ha. Cô Việt Hương thì lại hơi lấn cấn về cái bản dựng chút xíu. Đối với cái tài năng mà đến tuổi của tụi con mà hát được như vậy là cô đã quý rồi. Nhất là chọn là một cái ngành nghề rất là khó. Nhưng mà cái bản dựng này nó làm cho cô cảm giác nó bị trì và nó hơi cũ. Tại sao một cái đứa bé nó thơ ngay trong sáng như thế mà không lật mở ra trước, thì chỉ là lấn cấn một chút xíu đối với cô Hương về bản dựng thôi. Còn bản thân con là cô Thanh Hằng đã nói về cái phần kỹ thuật rồi ha, cho nên cô sẽ dành thêm thời gian nữa để cô ở cạnh các cô huấn luyện viên, mình thảo luận với nhau đến khi mà đưa tụi con vô vòng chung kết thì tiết mục nào nó cũng tròn và phải mà cái như miệng phải tròn xoe lên, và thật là khó khăn để chọn tụi con. Ha, hồi nãy bước vô là cô Hương cứ lấn cấn cái vụ bán giấy số, thì sao mà bán dài thế nhỉ? Bán hết cho khán giả hết bao nhiêu đây thì mất hết thời gian của mọi người, mà nó chì cái tiết tấu đi, chị thiếu tí đó thôi Bình Tinh. Chị khúc khắc cái chỗ đó thôi chị. Đó là những lời ý kiến, những lời đóng góp từ cô Việt Hương dành cho mình. Nhưng mà cái này giống như là cô Hương đang góp ý cho cô giáo của con là cô Bình Tinh, để lần sau mình dựng thì mình lưu ý những cái điều này, làm cho tiết mục của mình nó hấp dẫn hơn con ha. Chứ còn riêng về phần con, như cô Thanh Hằng nói đó, con ca rất là tốt, phải không? Canh đúng nhịp nhàng, giọng trong trẻo mà diễn rất là cảm xúc nữa. Chúc mừng con gái với tiết mục này nha. Sao? Nãy giờ mấy đứa đi chơi có vui không? Dạ vui. Mấy đứa có đi tắm biển chưa?
Đáng lẽ từ nãy tới giờ là em đi tắm biển rồi đó, mà thấy em thấy là trời ơi nó nắng chang chang như vậy nè. Rồi sao em đi tắm biển? Tắm biển là da em đen mất. Úp ơi, Úp điệu à. Điệu đâu mà điệu, bãi này cứ chê Úp hoài à. Thôi, mấy đứa có thấy gì không nè? Wow, Tháp Chàm. Đúng rồi, Tháp Chàm này là địa điểm du lịch rất là nổi tiếng đó nha. À, mà cái bài múa hôm bữa, anh Hai dạy mấy đứa còn nhớ không vậy? Rồi, vậy vô đội hình múa lại nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, hai, ba. Chết rồi, thiếu một đứa. Ai? Tám. Tám. Tám rồi. Tám ơi. Tám đâu rồi? Tám ơi. Mưa bay tháp cổ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với bé Ngọc Thanh và vũ đoàn Chuông Gió. À, hôm nay lại là một cái bài hát mà quá khủng khiếp với cái tuổi của con có thể hát được cái bài này. Mà với chú thì con làm tốt lắm. Không biết các cô chú giám khảo thì nhìn nhận như thế nào đây. Xin mời cô Đoan Trang. Cho cô hỏi ngược lại con là con thấy sao? Con thấy con hài lòng không? Chính bản thân con. Dạ, con rất là hài lòng. Rất là tự tin phải không? Dạ. Rồi. À, nếu như mà con nói con chưa hài lòng thì cô mừng ở chỗ là con nhận ra được những khuyết điểm của con. Nhưng nếu mà con nói con hài lòng, cô cũng mừng luôn. Mừng là tại vì tụi con đã làm hết sức rồi, rất là tự tin cho phần trình diễn của mình. Nhưng chỉ có người khác thì nhìn thấy cái phần biểu diễn của mình có những cái khuyết như thế nào rõ hơn bản thân mình thôi. Con biết con bị những cái lỗi gì không? Thứ nhất là cái bài này á, nó có những cái đoạn ngân rất là dài, xong rồi nó lại vô cái câu thứ hai. Cho nên nếu như con không có biểu cảm gì trên gương mặt của mình hết trơn hết trọi thì thấy cái bài nó bị rời ra. Mưa bay tháp cổ, ta 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 ta. Đó thì nó hết câu này nối qua câu kia, không cảm xúc gì hết trơn. Thấy không? Thì đầu tiên là cô muốn con phải làm sao diễn xuất cái gương mặt của mình hơn. Mà diễn xuất ra làm sao con phải hỏi thầy của con ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, con đừng có cầm cái micro của con quá cao, nó che hết cái gương mặt của con rồi. Dễ thương như vậy mà con che hết, người ta không nhìn thấy được cái biểu cảm của con ha, là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba, con phải nhớ cái ngân của mình. Nhất là những cái bài này là ăn là rất là ấn tượng ở những cái nốt ngân khúc cuối. Còn cái này mình bị một màu ngân hết. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Thì cái đó mà nếu như con không giữ cái hơi con là bắt đầu cái hơi của con sẽ đi xuống, chinh xuống hoặc chinh lên, thì người ta còn dễ nhìn thấy cái sai của mình nữa. Con nhớ không? Đó. Dạ, con rồi. Sẽ cố gắng học hỏi. Giỏi. Với thêm một cái nữa là người ta không hiểu gì hết, sau khi mà các bạn nói u anh Tám đâu rồi, đâu mất tiêu rồi, thì lúc đó con mới xuất hiện, con diễn cùng với những cái tượng đó trên cái tháp chàm đó. Rồi cái sau đó là gì thì không ai hiểu hết. Có nghĩa là không biết cái kết cục là như thế nào. Con đến đó rồi con tham quan một mình con giữa một cái khung cảnh rất là hùng vĩ đó, rồi con hòa mình vào đó qua cái bài hát này hay là như thế nào, thì cái kết nó còn chưa có ấy lắm. Cảm ơn là Đoan Trang rất nhiều. À, chắc có lẽ này là lo cái tập trung căng thẳng theo bé Ngọc Thanh. Thật sự cái bài này nó có một cái đoạn kết, các bạn ra hỏi đi đâu, nhưng mà chắc là kết xong rồi cái quên, ở đây cũng quên mất. À, nên là anh nghĩa ra rồi, cái mình để luôn. Thực ra có thể người ta sẽ không nhớ đâu, người ta tập trung vô cái phần hát của con hơn. Cho nên là cô chỉ hỏi như vậy thôi, tại vì cô muốn là có đầu, có giữa, có đuôi, thì cô hơi kỹ cái đó thôi. Chứ thật ra cái đó cũng không quá quan trọng. Quan trọng là những cái gì mà hồi nãy giờ cô nhìn ra, cô mong là con nhớ. Chứ thật ra giọng của con vô cùng sáng và hát quá tốt, nhất là những cái nốt bắn lên cao, rất là tốt. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Nhưng mà chú Hoài Linh hình như muốn nói gì với con. Tại vì em nói là bé hát, tức là cái câu hát nó ngân từ cái câu này để nó qua câu thứ hai, thì trên gương mặt bé không có biểu cảm gì cả. Em thấy từ đầu đến cuối khi mà các vũ công bê cháu từ dưới lên đặt ngay chỗ giữa đó, và tất cả các vũ công đều múa đằng sau lưng cháu hết, thì cứ xem như đây là một cái bức tượng. Và tất cả khi mà nhạc mà intro thì cháu vẫn múa như thường, thì ở đây cháu là một cái bức tượng.
chú chỉ cần nghe cháu hát thôi. Còn cái phần diễn của cháu ở trên cái gương mặt đây là những cái bức tượng cổ, những cái bức phù điêu ở trên cái tháp. Và cháu là một trong những cái bức đó. Mình phải có cái tinh thần của cái bức tượng. Dạ. Đúng phải rồi. Có cái tinh thần của bức tượng bằng cách là mặc dù con không phải là diễn xuất như những cái bài mùa hè có nắng có mưa thì không phải vậy, nhưng mà con phải cho lột tả cho người ta thấy con đang truyền tải cái gì. Còn đằng này cô nói là một phần là do cái ngân của mình á, nó không có được mài dũa. Thêm một cái là do con tập trung vào những cái nốt cao, con lo các cô các chú bưng con lên xuống, cho nên nhìn con hơi mất cái biểu cảm. Vậy thôi, chứ ý của cô không phải là con phải làm cái nhưng này cái kia. Nhưng cái phần liên lấy anh thấy được mà Trang, phần liên lấy của cháu được không, á. Tại vì từ, cái lúc mà bê lên, nghe đang ở dưới cái là bê con lên một cái là con hát liền. Mưa bay thắp cổ liền, đúng không? Đó. Thì khi cô còn chưa nói lên... tới cái đó nữa nha. Cái đó là hồi nãy, tại vì cô muốn cho cái phần kết thúc của cô nó đẹp á, cái cô không có chơi tiếp. Nhưng mà thật ra cái này cô nói chơi chứ không phải là chê, mà là cô chỉ muốn nhắc cho tụi con thôi. Ví dụ con đang ở dưới, người ta đang tập trung vô, ôi cái anh Tám này ở đâu rồi, cái tự nhiên người ta bưng con lên đầy bất ngờ, tất cả mọi người bất ngờ, thì lúc đó con phải nhớ hít một cái hơi thật sâu để cho bung ra cái câu đầu tiên là rất là cao. Mưa bay tháp cô là toàn những nốt khó không còn luyến nữa, thì lúc đó con đi lên con bị giật mình. Khi con về con xem tivi lại, con sẽ thấy ngay câu đầu tiên của con bị bể chữ tháp. Dạ con okay. Cảm ơn cô, con sẽ cố gắng chỉnh sửa. Giỏi. Dạ. Cảm ơn các vị giám khảo. Màn đêm không trăng mịt mù, mọi người thì đang nuôi nào giả vu, chẳng có ai trông giống em. Mùa nắng lọ lem tóc rối vụ xù, chặng đường đầm hoa lung linh rực rỡ như biết bao cô gái kia. Đừng muốn bảo em ơi đã có ai, hoàng đi đến cho em một ước mơ. Cười thật tươi lên nhé để cùng hình luôn chiếc chan nụ cười, cười thật vượt tươi ngắn mỗi đêm về mang ước mơ yêu đời. Đừng mình ta thêm nữa, ta sẽ luôn bên nhau trong những tâm hình sắc màu. Cười cùng selfie nhé để tâm hồn luôn chiếc chan nụ cười. Selfie selfie nha, selfie selfie nha baby. Selfie selfie nha, selfie selfie nha lúc này. Selfie selfie nha. Chụp hình nữa, cho chú chụp hình nữa, mình selfie tấm nữa nha. 1, 2, 3. Cảm ơn tất cả các bạn của vũ đoàn bước nhảy. Cảm ơn con trai nha, con trai trong vai hoàng tử. Rồi, cô bé Lò Lem cuối cùng cũng đã hóa thân thành nàng công chúa. Trời ơi, hôm nay con mặc cái bộ đồ màu xanh này con biết giống ai không? Giống cô nào? Chú. Không, cái màu này của chú đậm đà hơn con. Con thấy giống màu của cô nào, chú nào ở đây? Dạ, cô Thanh Hằng. Hả?
chú lại thấy cái cô ngồi kế cô Thanh Hằng là mới giống con hơn đó. Cô Đoan Trang. Đó, rồi trên đầu cô Đoan Trang cũng đội một cái băng đô giống như là con đang đội cái vương miện dễ thương nè. Cho nên thôi bây giờ cô bé Lọ Lem, nghe mẹ cô bé Lọ Lem góp ý nha. Chú ưu ái cho em quá rồi chú ơi. À, làm mẹ không chịu hả? Vậy thôi mời dì ghẻ của cô bé Lọ Lem nói. nãy có bốn bà, giờ thêm bà này nữa năm bà. Hai bà, bốn bà dì ghẻ. Rồi. À, cái bài của con thì con tập bao lâu rồi, nói cô nghe. 2 tuần. Con thấy thời gian đó là có đủ cho con tập chưa? Con đã nhuần nhuyễn chưa đó? Thấy nhuần nhuyễn chưa, đúng rồi đó. Dạ rồi, nhưng mà con còn thiếu hơi kìa một khúc. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chuyện mà con thiếu hơi á, cô mừng là con nhận ra cái đó. Tại cái đó là một trong những cái quan trọng nhất khi mà mình hát. Rồi thêm cái nữa mình có động tác nữa, mà mình không có đủ cái hơi á, thì mình sẽ bị chạy nhịp, rồi mình sẽ ngân, rồi mình nhả chữ, rồi nó cũng không có đẹp nữa. Đó cần mình tập kỹ lại. Cái thứ hai nữa là cái nốt của mình á, con hát á, có những cái nốt của con nó chưa có chuẩn xác. Nhất là cái bài này á, nó đơn giản thôi nhưng bị là rất là nhiều cái câu nó chạy nốt. Tuy nhiên cái bài con rất là đáng yêu, nhất là cái chỗ mà con chụp hình selfie á, con có hai cái lúa đồng tiền ở đây nè, cho nên là đáng yêu lắm. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Dạ, mời ý kiến thêm của người hay đóng vai dì ghẻ nữa. Dạ. Mời cô Thanh Hằng. À, nhưng mà trong này thì có cô Đoan Trang đóng vai dì ghẻ rồi, thì thôi bây giờ cô đóng vai mẹ ruột đi. Dạ, mẹ hiền phải không ạ? Mẹ hiền, người mẹ hiền. Cô rất là thương, thương với cái tâm hồn mà hồn nhiên của tụi con. À, mặc dù tụi con có sơ sẩy chút xíu cái điểm đó để phải sửa lại, chỉnh lại không sao. Đối với cô nghĩ tụi con rất là sáng, rất là giỏi mà rất là lanh nữa. Cho nên cái điều đó sửa lại được. Được ha cô Đoan Trang ha. Hy vọng sẽ thương sửa được. Tụi con á thì các cô chú ở đây thương ghê lắm, nhưng mà cô vẫn như là hồi nãy cô nói, cô muốn người ta coi tivi á, người ta sẽ thấy là ô, Quỳnh Như ngày hôm nay trời ơi khác thi cái cuộc thi kia ha, thấy tiến bộ hơn nhiều ha, hoặc là người ta nói là wow, thử tài siêu nhí, công nhận toàn là mấy đứa nhỏ rất là giỏi, chứ không phải là mình cứ dễ dãi rồi cứ qua thì cái đó nó không phải cái tiêu chí của các cô chú. Yeah. Cảm ơn cô Đoan Trang. Đó là tâm huyết mà các cô chú muốn dành cho các con, để các con ngày một tốt hơn. Tình Bắc Duyên Nam, tình chung một đời ta đắp xây, tình yêu thương là một phạm trù không có biên giới, tình yêu thương sẽ gắn kết mọi người ở khắp mọi miền đất nước, tình yêu thương hợp thành sức mạnh bảo tác, đưa quê hương vượt lên những cần lao vất vả, hướng về mảnh vườn hoa thắm thơm mát thương đời. Mọi người, dù ở miền ngược hay miền xuôi, dù là người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, hãy cùng nhau hát lên khúc ca ân tình, hãy yêu thương nhau thật nhiều. Điều đó sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một đời yên vui và hạnh phúc. Yeah.
Bây giờ thì nhờ thầy giáo Quốc Đại giới thiệu cho tất cả mọi người biết về các thành viên nhí cũng như là các thành viên lớn trong cái lớp học của mình đi nha. Thật sự là kính thưa quý vị là để quản lý những cái học sinh cỡ này thì thầy Quốc Đại phải trăm tay nghìn mắt mới được. Nên thầy Quốc Đại rất là cảm ơn sự hỗ trợ của Huệ Trinh, bạn Quang và bạn Ngọc, cũng như là đặc biệt là gia đình Vũ Đoàn Phương Việt đã luôn luôn yêu thương hỗ trợ các con, dạy các con từng ly từng tí. Và tiết mục ngày hôm nay thì lớp thì không muốn giới thiệu về lớp mình, muốn tặng bài hát này đến chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 2. Đây như là một ngôi trường chung để các con khắp mọi miền đất nước về đây được học hát, được học múa, được học ca, được học nói, được học về đạo đức. Và nơi đây là nơi các con sẽ được yêu thương nhất. Cảm ơn Quốc Đại và cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ cho Quốc Đại chăm sóc đàn con trong cái lớp học này. Phải khen Đại rất là nhiều, coi như là bốn nhân tài tí hon như thế kia mà Đại đã chăm sóc rồi biến hóa các em trên sân khấu. Và mỗi vòng thi mà các con được vào là mỗi kỷ niệm đong đầy mà khán giả truyền hình khắp cả nước sẽ yêu thương các con nhiều lắm. Và chẳng những người lớn mà các em nhỏ thấy các con biểu diễn, các em sẽ nhớ đong đầy. Thì đúng, các con là tiên đồng ngọc nữ của chương trình, xinh lắm, yêu lắm. Và những khoảng thời gian kia là một thời gian đầy kỷ niệm, mà mai này khi mà con lớn lên đó, con nhìn lại, con sẽ cảm thấy yêu thương chính mình và con sẽ thương thầy con nhiều lắm. Tại vì ai cũng sẽ già chứ, mai mốt các con lớn lên nè, làm ca sĩ nè, có một nhân tài của đất nước, cái lúc đó chú Quang Lê là già lắm rồi. Cái con lại con hỏi thăm, con nói là ngày đó nhớ chú Quang Lê nhận xét con không, nhớ thầy Đại dạy không. Cảm ơn chú Đại và cảm ơn các con đã yêu thương chương trình này, tuyệt vời lắm. Cảm ơn Quang Lê. Dạ, cảm ơn các thầy cô đã dành tình yêu cho tất cả các con trong lớp này. Rồi bây giờ thì tạm biệt các con nha, các con cùng với... Chiều nay nước xuôi dòng đại dương
dâng sóng tuôn trên hồn. Vẫn vỡ nắng quay vươn trên phù sa, có nhìn cô thôn mà xa đón bảy dân sợi ruột mùa lúa chiêm. Từ thượng du nước xuôi về chúng cháu ôm ôm đồng súng sâu bên người áo nâu. Oh,
Thưa quý vị, có thể xem như đây là một đại nhạc cảnh trường ca Hội Trùng Dương. Xin được giới thiệu những thành viên đã hỗ trợ cho bé Quốc Dương trong tiết mục này: ca sĩ Ngọc Mai, ca sĩ Hà Vân và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nhóm bè Sunrise và vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn tất cả các bạn. Vừa hát vừa diễn nổi gai ốc như vậy đó. Con ơi, con hát tiết mục này con mệt không? Dạ mệt. Con tập hết bao nhiêu lâu được có được cái tiết mục này? Dạ con không nhớ. Không nhớ luôn hả? Tập nhiều quá trời. Thầy Quốc Đại, lần trước thầy Quốc Đại là cũng mang ra một cái tiết mục gọi là gom hết nghệ sĩ của thành phố, có bao nhiêu tràn hết lên sân khấu, 8-9 chục con người, bữa nay cũng vậy nữa. Sao thầy Quốc Đại giờ xúc động quá hả? Không, thật sự là hôm nay con với cái sức của con mà thầy giao như vậy là thầy thật sự là đưa một cái ca quá khó cho con. Và thầy lo nhất là cái đoạn con hò miền Trung. Ban đầu là dự định là không cho con hò, nhưng mà nếu mà không con không hò thì sẽ mất cái hay của con ở bài này. Và hỏi con hò được không? Tập con hò được không? Chắc chắn con làm được. Và hôm nay thì con hò như vậy thì thầy quá yên tâm. Thầy cảm ơn con rất nhiều. Quá giỏi. Bây giờ thì mời ý kiến của các vị giám khảo. Mời cô Thanh Hằng. Cô Hằng xúc động khóc với con. Khóc luôn rồi. Mặc dù tiết mục này không phải là một cái vở kịch giám khảo Quang Lê. Chú rất là khen khi mà con đến cái đoạn Huế đó. Con ca một cái chữ mà rất lòng chú luôn. Miền Trung vọng tiếng, em xin em bé tên là Hương Giang. Đêm đêm khu ảnh trắng vàng mà tháng. Được con ca cái câu mà hỡi phiên nông ma buồn quá cửa chờ, bên vẫn lâu thuyền vó đêm sâu. Chú, con có biết là cái chữ sâu đó, cái chữ đơm sâu đó con. Đối với chú nó hay vô cùng. Quá là tuyệt vời của làng nhạc chúng ta, nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ba dòng sông của ba miền đất kết thành một trường ca. Đây là một tác phẩm giá trị, vô cùng giá trị. Và hôm nay cảm ơn anh Đại đã mang lên chương trình và đã gửi lại nhiều kỷ niệm. Cảm ơn con, cảm ơn chương trình. Mời cô Đăng Trang. Cô cùng với tất cả mọi người cảm thấy rất là tự hào về con. Con rất là giỏi. Đây là một thử thách vô cùng là lớn, nhưng chuyện đó bỏ qua một bên, vấn đề quan trọng là con đã làm được vô cùng tốt. Phần đầu của con, khi mà cái đoạn đánh trống từ phách nhẹ cho tới phách mạnh, cái đó cần phải có cái trí tuệ, sự thông minh thì mới có thể nhớ được, phải hiểu thì mới có thể làm được. Vào trong phần hát, những cái phát âm của con hiểu được là phần miền Trung thì phát âm như thế nào, miền Nam phát âm từ cái lúa chín là hát phát âm đúng rặt Nam Bộ. Rồi kỹ thuật thanh nhạc, có những lúc đẩy lên, có những lúc gia diết, legato, rồi cái staccato, rồi những cái lúc dùng hơi để đẩy lên, tất cả mọi thứ con đều làm rất là tốt. Và còn phần diễn xuất nữa, con phải hát á, trên cái thử thách nữa, đó là con đứng trên cây tre, rồi ngồi trên cây tre, ngồi trên cái thúng, phải trải qua cái bố cục sân khấu rất là nhiều nơi khác nhau nữa, vừa phải nhớ lời, phải nhớ động tác, phải tập trung vào câu hát của mình và phải giao lưu với các cô. Và con vô cùng may mắn khi có được cô Hà Vân, cô Ngọc Mai và cô Vân Khánh, ba người bạn mà cô rất là khâm phục về giọng hát cũng như là về cái nét đẹp. Khi mà ba cô bước ra, mặc dù là bạn của cô, nhưng cô cảm thấy vô cùng là xúc động, bởi vì hình ảnh của các cô cùng với con, cùng với sự dàn dựng của vũ đoàn Phương Việt và bàn tay dàn dựng của thầy Quốc Đại làm cho tiết mục của con vẽ nên một cái bức tranh vô cùng đẹp, một bức tranh Việt Nam rất đẹp. Ở đó con là người nổi bật nhất. Xin cảm ơn Quốc Đại, cảm ơn Quốc Dương. Chúc mừng tiết mục rất hay. Dạ, cảm ơn giám khảo Đăng Trang. Vậy rồi giờ cô Thanh Hằng cho điểm trước nha. Cô cho con 10 điểm. 10 điểm. Cô Hằng suy nghĩ nhanh chóng gọn lẹ. 10 suy nghĩ điểm. Từ lúc nãy giờ rồi. Nếu mà con vô nữa thì Đại làm gì? Dạ làm gì thì lúc đó tính sao chị nếu ơi. Nếu mà con vô nữa thì cô Hương mới được biết. Bí mật. Giờ cô Hương cứ cho con điểm trước đi cái đã. Có điểm đi. Nhiều cô Hương ơi. À, thấy thương quá. À. Thích không con? Con thích không? Dương thích không? Dạ thích. Dương có mệt không? Con ơi, hát lại bài này con hát nổi nữa không? Dạ không. Không nổi luôn rồi hả? Ôi, thấy thương quá à. Thấy không?
Nghĩ sao nói vậy à? Không có mặt kìa. Sao cô Hương ơi? Nhiêu điểm khán giả? 10 điểm cho con. 10 điểm. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Thàng và cô Việt Hương nha. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mông. Thấy nhớ biết bao, tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ vẫn ca giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, như câu chuyện cô mẹ kể năm sống xa quê từ bé, mênh mông lưới tre là con chỉ biết quê hương từ những lời ru mẹ hát. Ước gì con về đây một lần, ước gì con được thấy một lần từng đàn chim cuối chân trời đan, tìm nơi chốn yên bình. Con đã biết quê hương từ ký ức trong trái tim mẹ, con biết nhớ quê hương từ trong ánh mắt của cha. Ước gì con về đây một lần, ước gì con được thấy một lần đồng lúa bát ngát khi mùa đến, hò vang khắp xóm làng. Kia xa xa lũ trâu ùa về, vì vu sa kêu trong gió chiều. Nghe quanh đây ríu rít cười đùa, một bầy trẻ thơ vui. Ước gì cho tôi thơ trở lại, ước gì con được sống một lần, được nằm nghe mùi hương lúa thơm về trong khúc hát lên. Ước gì cho tôi thơ trở lại, ước gì con được sống một lần, được về nơi mẹ cha lớn lên và ôm những tiếng yêu thương. Ước gì cho tôi thơ trở lại,
Thưa quý vị, đó là Trâm Anh cùng nhóm bè Cadillac. Xúc động quá phải không con? Đặc biệt là cái lời mới của cái bài Ước Gì. Cái lời mới này là, thưa quý vị, là do nhạc sĩ Phương Uyên viết lại để phù hợp với độ tuổi của các bé. Và dĩ nhiên là có sự đồng ý của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phương Uyên. Và chúng ta nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Mời giám khảo Quang Lê. Đầu bài đến cuối bài chúng thấy con sử dụng cái giọng nasal là giọng mũi nhiều hơn. Và con phải xoay lại huấn luyện viên, phải chỉ cho con phát âm. Tại vì nếu như con 5 tuổi thì chú sẽ không ý kiến cái vấn đề chính tả. Nhưng mà hình hài là một thiếu nữ rồi đối với chú. Cho nên khi mà con vào một cuộc thi mà con có hỗ trợ huấn luyện viên thì cái phát âm nó đánh giá rất cao. Chữ ước gì, có lúc thì hát con hát là chữ ước. Có khi thì con hát là ướt gì. Nó chữ C nó khác chữ T. Ha. Rồi chữ từng đàn chim. Con hát từng đàn chim. Cái phát âm nó đối với chú quan trọng. Tại một bài hát mà cái lời chỉ cần lệch đi cái nghĩa là mình suy nghĩ khác, mà nó khiến cái bài khác mình băn khoăn liền. Hầu hết ở lớp nhạc nhẹ của em á, thì tất cả các bé đều mắc ở cái lỗi phát âm. Và đặc biệt là phần của Trâm Anh thì em cũng biết là cái cách hát của bé rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà về cách phát âm thì nó có đôi chỗ giống như anh Quang Lê có nhận xét. Nếu Trâm Anh có cơ hội được đi tiếp thì em sẽ cố gắng sửa thói quen này, làm cho tròn trịa cái cách phát âm hơn nữa. Em xử lý bài tốt, nhưng mà chỉ cần em khắc phục cái chính tả. Tại vì nó là một cái hành trình không phải là hiện tại, mà nó là một hành trình cần có cho âm nhạc Việt Nam. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Con đã hòa nhập được cái không gian của bài hát vào tâm trạng, cảm xúc của mình để truyền tải tới khán giả. Nhưng tất nhiên đây không phải là một cuộc trình diễn, mà đây là một cuộc thi. Trước mặt ngoài khán giả rất là đông ủng hộ con thì lại là 4 vị giám khảo nữa. Điều này nó cũng chút xíu áp lực tâm lý, mặc dầu con đã đến vòng này. Cho nên cái phần cảm xúc của con có lúc nó liên tục, có chút bị ngắt quãng. Nhưng cái điều đó cuối cùng thì con cũng lấy lại được. Chú chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và hai vị giám khảo đã cho con những bài học kinh nghiệm rất là quý giá. Hãy ghi nhớ nhé. She's got a smile that seems to me remind me of childhood memories where everything was fresh as bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Kiều Anh, con đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời giám khảo Quang Lê nào. Cái giọng của con rất là trưởng thành. Cái lỗ tai của con nhận định rất là tốt. Tại vì tiếng Anh, nếu mà mình là người Việt Nam mà mình phát âm không khéo, mình sẽ dễ bị mắc những cái lỗi. Tại vì tiếng Việt Nam mình rất là nặng. Nhưng mà khi phát âm qua tiếng Anh thì họ xài chữ S và gió nhiều lắm. Thì hồi nãy giờ chú nghe, chú hoàn toàn hiểu hết những cái gì con hát. Có nghĩa là chú khen cái lối phát âm của con rất trọn vẹn. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Và mời giám khảo Thanh Bạch nhận xét cho tiết mục này của con. Chất giọng con đẹp và thể hiện bài hát này. Nếu con đi hát trong một bar, trong một club nào có người nước ngoài, chuyện bình thường và thấy rất là đáng yêu và dễ thương nữa. Con không có bị một áp lực nào của một cuộc thi. Và con đã thật sự là hòa nhập với bài hát của mình để truyền đạt cảm xúc và tung tăng như là cá gặp nước. Chú chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch và chúc mừng con. Kiều Anh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình nha. Cảm
Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Võ Ngọc Giàu, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Dạ, và con xin hát bài Tiếng Đàn Ta Lư. Trời ơi, kiếm bài nhắc luôn ha, Tiếng Đàn Ta Lư rồi vậy ha. Có thể nó khác biệt đến như vậy chứ. Lúc mà con nói đó thì chú Nghĩa có cảm giác cái giọng con giống cô Việt Hương là sát đất vậy nè. Mà khi con hát một cái chú Nghĩa mới ngồi ngóc là ê con xuống con. Trời ơi cái giọng đó mà cao chót vót chẳng biết nè. Chị Giàu ơi, chị Giàu, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em khi dễ chị. Hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền. Bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó. Cái nói ta lanh quá ha, đàn ta rưng đồ gì. Lát nó không được biết tôi. Trời, vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ. Chị Giàu á, chị Giàu. Chị có cái hơi nói bình thường á, là cái hơi của em. Mà khi chị cất lên là hơi của bà Ngọc Giàu má em. Trời, cái hơi khủng khiếp. Trời ơi, nể phục. Không còn nói gì được nữa. Còn nói gì nữa em xin lỗi chị không? Dạ mời chị vô vòng trong chị. Chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của Thanh Hằng mùa 1. Ví dụ gì? Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Vậy đó. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú Chí Thiện hay là chú Quốc Đại. Con quá tuổi đi vô lớp chú Quốc Đại rồi cô Trang ơi. Theo chú á thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú Chí Thiện. Tưởng anh dành với em nữa chứ. Chứ là chú Đại cũng rất là muốn dành con về nhưng mà... Con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi. Chú đó. Tiếc lắm luôn.
Chú chỉ thiện thấy sao? Giọng ca của bé thì đầy nội lực, và với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại. Hát được nhạc nhẹ, hát được nhạc đen. Chạy về với chú Chí Thiện. Một tài năng của tôi. Xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Ngô Lê Tuyết Nhi, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con xin trình bày ca khúc được mang tên Hình Bóng Quê Nhà. Cô chú giám khảo và quý vị khán giả nhớ ủng hộ con nha. Tía ơi! Tía ơi tía! Hai má con gì? Thăm tía nè tía ơi! Ông ngoại! Đứa trời nào ơi. Trộm ngoài đó vậy bay? Con là tía. Con đứa nào? Trời đất ơi, thiệt tình á, đâu đứa nào? Khổ ghê vậy. Ông ngoại! Trời đất ơi, cha bay vậy hen. Trời ghê. Một năm nay rồi bay mắc mớ gì, không có thư từ gì hết trơn cái chỗ vậy? Trời, cho tía bất ngờ mà. Bất ngờ ghê hen. Trời đất ơi, lâu ngày gặp lại cháu ngoại có trụ chua chua ông bá. Một năm này không có gặp nó, nhớ không thiếu điều muốn vớt nước mắt với nó vậy đó. Ủa nó nghe nè, sao ở trên thành phố mà cũng bà ba giấu giống ông ngoại dữ vậy bay? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Lúc nào cũng nằm trong tim ha. Vậy chứ con còn nhớ cái gì ở quê mình nói ông ngoại nghe coi. Con còn nhớ lũy tre làng nè. Con nhớ cái áo bên nhà bà Bảy nè. Con nhớ rặn bí nè. Con nhớ cái hàng dừa xanh nữa nè. Trời nhiều dữ vậy đó hen. Dạ. Thôi bây giờ về đi. Đi đường xa mệt. Hai mẹ con bay vô trong rồi coi rửa mặt rửa mày rồi đi. Rồi cái ông ngoại đi ra mấy cái luống rau đó hen. Hái mấy cái đọt bầu, đọt bí rồi kia về luộc lên. Rồi chấm nước chấm của ông ngoại làm ngon. Ba cháy bột chét luôn. Thôi. Ông ngoại á, vô nhà nghỉ đi. Mẹ cũng vô nhà nghỉ luôn đi. Dạ. Mấy cái chuyện mà hái rau đó. Là đối với con là chuyện nhỏ xíu à. Ủa, nhỏ xíu luôn em. Dạ. Mặn được em. Dạ được. Nhưng mà mấy cái luống rau, mấy cái clip đồ này kia là ông ngoại đó bồi đắp nó lên hết trơn ở chỗ rồi. Rồi sao con biết được cái chỗ nào là rau này, rồi chỗ này là rau kia? Sao con nhớ được? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Cha bay gì cũng hình bóng quê nhà. Vậy là mần được hen. Dạ được. Rồi vậy mần cho ông ngoại coi thử hen. Dạ. Rồi thôi bay vô coi vô trong người nghỉ ngơi đi hen. Dạ. Làm nghe hen. Dạ. Đi vô đây tía. Đây đó ta nãy vô rửa mặt rồi đi hen. One.
Cảm ơn con. Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi, tốt lắm. Bây giờ thì nghe các cô chú nhận xét nha. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Ông ngoại với mẹ của con hỗ trợ cho con rất là tốt. Ông ngoại dễ thương lắm. Con là có sắc nè, có thanh nè, có hát rất dễ thương, hát hay, tròn, vành, rõ chữ. Cái câu đầu tiên của bài hát ít ai biết lắm mà. Tại vì cái câu đầu tiên là: về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Con chim sáo không bao giờ hót. Đố trên đời này mua được con chim sáo mà nó hót được. Nhưng mà bởi vì cố nhạc sĩ Thanh Sơn dùng cái chữ chim sáo cho nó gần gũi với làng quê, và dùng cái chữ hót vang, nghĩa là cố nhạc sĩ Thanh Sơn thừa biết con sáo nó hát không được nhưng mà đưa vào nhạc cho nó có hồn. Nhưng mà đây một bài hát kinh điển, đi vào lòng người. Nhiều năm qua, phần trình diễn của con chú thích. Cái mà cô thích ở con á là cái phần âm thanh của con rất là đều, từ nốt thấp cho tới nốt cao. Chính vì cái âm thanh của con đều cho nên con đi tới cuối bài hát tạo một cái cảm giác nó tròn trịa. Thì với một cái sự trình diễn vừa rồi tròn trịa và cô không có chê vào đâu được, thì đối với cá nhân riêng của cô khó mà đánh rớt con lắm, cho nên cô cho con một vé vào vòng trong. Cảm ơn cô Đăng Trang. Còn bây giờ thì cô Hằng. Đúng như cái chất giọng con ca dân ca, có cái giọng rõ ràng, giọng tốt, giọng sáng. Bây giờ đó, hồi nãy giờ là con nghe hết rồi, con nghe ý kiến của bốn người rồi. Con phải biết nếu con được đi tiếp, con phải làm gì để chinh phục được khán giả đang xem truyền hình. Ngay bây giờ, chú cho con cơ hội, chú cho con một phiếu. Một phiếu từ chú Quang Lan. Chú. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô cho con một phiếu để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Như vậy là mình đã đủ 3 phiếu rồi. Con sẽ vào lớp dân ca cải lương của cô Bình Tinh. Chú lại thấy nó bắt đầu nó thoải mái hơn hả? Thì cứ tiếp tục thoải mái như thế con nha. Cái bài này nó chưa có tạo điều kiện cho con thể hiện hết cái vẻ đẹp của giọng hát của con. Trong cái bài hát này, cái tốc độ của nó hình như làm cho con không đủ cái cơ hội để con diễn tả cho nó đẹp hơn, cho nó sâu lắng hơn. Thì cái điều này thật là khó cho chú, để chú suy nghĩ một chút. Cô hy vọng là lần sau nếu mà cô được quay trở lại Thử Tài Siêu Nhí, cô được gặp con lại nha. À, dạ. Vậy thì mời cô Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng cho quyết định của mình ngay ạ. Cô thì rất tiếc, cô xin lỗi con. Cô không có đồng ý. Cô Thanh Hằng chưa đồng ý. Chú Hoài Linh. Tôi nói rồi, cháu có cái sự thể hiện nó khác hơn lần trước. Tôi thấy có tiến bộ, tôi đồng ý. Giám khảo Hoài Linh đồng ý, chúc mừng con. Và chú Thanh Bạch, chú suy nghĩ xong chưa ạ? Chú Thanh Bạch suy nghĩ xong rồi. Vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả chú đồng ý. Chú đồng ý, chúc mừng con. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi xem một lát nữa thầy giáo Hữu Quốc có lựa chọn mình hay không nha. Nè, cảm ơn con với phần trình diễn vừa rồi.
Bài năm ai? Đó, nghề của nàng á. Nàng khóc rồi. Các chị giám khảo nghe bé Quách Phú Thành ca xong chịu không nổi phải không ạ? Giám khảo cô Thanh Hằng nghĩ sao cô? Cô khóc à. Tại vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Mà tiếng đàn rao lên là nó làm như là cái người xa quê hương, cái giọng về cố hương. Cho nên mặc dù ở quê nhà nhưng mà thật sự rằng khi nghe tiếng đàn lên là cái thiêng liêng nó đã vào trong máu, trong hồn của mình rồi. Cô vô cùng ủng hộ con. Cảm ơn con nhiều. Không phải là lứa tuổi của con á, ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này. Và cái giọng của con nó đủ sức để nó truyền tải cái thông điệp đến cho người xem. Mà con có một đôi mắt hầu như chiếm quan trọng nhất trên khuôn mặt của con. Đôi mắt của con biết nói và biết diễn tả được nhiều điều. Và điều đó nó rất là quan trọng trên sân khấu. Chúc mừng con. Thấy con á, hát cải lương á, mình thấy mình mừng ở cái chỗ là như vậy là mình có quyền hy vọng là cải lương của Việt Nam mình không bao giờ bị mai một. Chú không biết con suy nghĩ gì về cái gia đình mà chú thấy con toàn hát về gia đình. Dạ thưa chú là con rất yêu gia đình. Tuy rằng từ nhỏ phải xa mẹ, nhưng con rất, rất thương cha, mẹ. Từ nhỏ con đã sống với ông bà, cha mẹ thì ly dị. Còn con thì phải sống với ông bà từ lúc còn 14 tháng. Ông bà tần tảo nuôi con, giúp con lớn khôn lên người. Phú Thành, cháu nội tôi ở với tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi không dám kể về cái chuyện gia đình của mẹ, cha đó. Nhưng mà bây giờ mới kể, hồi đó giấu giếm hồi nào tới giờ không dám kể. Sợ cháu nội buồn với hơn mặc cảm. Từ nhỏ thì lúc 4 tuổi con được nghe các cô chú hát những bài ca cổ thì lúc đó con hát theo. Sau đó thì khoảng chừng con được 10 tuổi được mẹ Hằng dìu dắt vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường. Qua đó con được học hỏi từ các nghệ nhân những bài bản trong đờn ca tài tử. Thì con cảm thấy rất là mê cải lương. Trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì có các chú rất là thương con, dạy bảo con từng ly từng tí. Cháu nội thì học giỏi bên trường các môn. Một năm thì cháu nội học môn được 5 tấm giấy khen. Từ lớp 1 cho tới lớp 4 là cháu nội Phú Thành được 14 tấm giấy khen. Cháu đam mê cả lương. Nghe bên bển khen nhưng mà tôi cũng chưa có hay. Cháu ca như vậy cũng rất là mừng. Học giỏi mà lại ca hay nữa. Tôi cũng rất cảm ơn mẹ nuôi của Thành là Hằng. Thương vì cái cảnh nội thì già buôn bán mà gánh nuôi cháu nội như vậy, rồi hơn nữa mẹ nó bỏ nó, rất là thương mà giúp đỡ. Trong gia đình con, ông bà là người con yêu quý nhất và mẹ Hằng là người con yêu quý thứ hai. Mẹ Hằng đã dìu dắt con thi cuộc thi tử tài siêu nhí này và quyết tâm của con là tự tin chiến thắng để cho ông bà và mẹ Hằng tự hào và hãnh diện về con. Con yêu gia đình con lắm. Bây giờ chú thật sự ra chú muốn con á, khi mà con vô được cái vòng trong thì con sẽ trình bày những cái bài tài tử. Mà con mà theo được cái dòng tài tử này nữa thì chú hy vọng là có người bảo tồn và phát triển cái đờn ca tài tử mà được UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Như vậy là con đã nhận được 4 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con. Chào tạm biệt con.